lại với tần số tình yêu. Và đây là lúc hai bạn gái sẽ đưa ra quyết định của mình là bạn ấn tượng với ai. Dạ em ấn tượng với anh số 4. Dạ mời giữ lại bạn số 4. Rồi Ngọc Hân, em vẫn quyết định ấn tượng với lại anh số 2. Em muốn tìm hiểu sâu hơn à? Dạ, mời đèn của bạn số 2. Vậy thì trước khi gặp gỡ anh chàng số 1, mời hai em lên sân khấu quay mặt ngược lại đây. Chúng ta sẽ coi hình ảnh thật của ba anh chàng. Mời hai bạn. Không được quay lại màn hình ha. Rồi mời ba bạn mình. Xin mời. Số 1 sao các bạn? Số 2. Số 4. Là như nhau. Dạ quý vị ơi, khán giả này khán giả gia đình y như nhau vậy. Thôi thì tắt ba cái màn hình đi mà hai em về đây. Mời gặp gỡ anh chàng số 1. Chúng ta của khi đó, mỗi lần cãi vã là mỗi lần đem duyên phận ra làm cái cớ hoàn hảo ngụy biện cho sự thay lòng. Buồn không? Có chứ. Tiếc không? Tại sao không? Nhưng có đúng lúc không? Câu trả lời lại là có. Buông tay đúng thời điểm để đón nhận cái nắm tay khác tuyệt vời hơn, ấm áp hơn và cả dài lâu hơn. Sáng láng đẹp trai, sáng tác hay, hát hay. Khán giả hai bên là nói anh ơi cho em thấy Facebook đi kìa. Có thể là đây không rung động như hai bên đây rung động hết rồi. Đó là làng. Em đã bắt đầu sáng tác từ bao lâu và em đam mê như thế nào? Dạ em bắt đầu sáng tác cách đây 2 năm. Một cái biến cố thì em bắt đầu dạ không ạ. Rất là nhiều thứ trong cuộc sống của em nó bị đảo lộn. Em bắt đầu em viết những cái cảm xúc của mình lên những tờ giấy. Em có thể nói rõ hơn về cái đảo lộn nếu như mà tiện. Cách đây chừng 3 năm thì gia đình em có biến cố là ba mẹ em ly dị. Thì đó là em phải ra sống một mình. Thì cuộc sống của em nó thay đổi tất cả mọi thứ. Thì em bị sốc lúc đó rất là nhiều. Nên là em không có cái gì để mà nương tựa vào để mà chia sẻ. Thì em mượn những cái cảm xúc trong đầu, những cái dòng nhạc và những cái lời thơ trong đầu thì em viết ra. Em đã học qua sáng tác không? Hay là chỉ là cảm nhận của em? Dạ, thì hiện tại em muốn phát triển sâu hơn nên em đang đi học ạ. Và trước đây là những bài hát của em là theo cảm hứng thôi. Dạ. Không biết là đã có ai truyền cảm hứng cho em cái đam mê này không? Hay là tự em cảm nhận ra? Dạ có, em có một người chị. Người chị này hồi xưa là từng là ca sĩ trong band của em. Thì chị này sáng tác rất là hay. Thì vô tình em có một đợt đi cà phê cùng chị thì em nghe được bài hát có tên là Thương Anh Thương Cả với Sẹo Sâu Lưng. Bài hát rất là hay và tình cảm. Thì từ đó em nghe cái ca khúc của chị thì em bắt đầu có cảm hứng sáng tác, lưu giữ nó tới bây giờ. Thế mạnh của em về âm nhạc là thể loại gì? Những cái nhạc mà liên quan tới smooth và chill. Em viết R&B và pop và ballad. Ok, deep house rồi chắc cũng ổn hả? Hai em có muốn chia sẻ gì với một anh chàng nhạc sĩ trẻ không? Trà My. Em thấy anh còn trẻ mà anh rất là giỏi, anh có thể sáng tác rồi anh hát rất là hay. Em thực sự rất là ngưỡng mộ anh. Hân ơi, anh có một ý chí trải qua biến cố nhưng mà anh là một người rất là chững chạc. Chúc anh thành công trong cuộc sống. Tiếc là không đến được với nhau, không tìm được tần số với nhau. Nhưng mà không sao hết, chúc bạn thành công nhé. Xin chào. Và bây giờ sẽ là vòng bí mật của nàng. Chúng ta hãy cùng khám phá hai chiếc điện thoại của hai bạn này nha. Xin mời. Chắc là cho chị xem thử cái màn hình của bạn Ngọc Hân ha. Đẹp quá. Rồi lướt màn hình ngang nè. Báo thức đi được không? Dạ được ạ. Coi con gái cưng thường có mấy giờ dậy? 7 giờ sáng là sáng nay còn. 7 giờ sáng. Còn bình thường là 4 giờ chiều ngủ dậy. Chị biết chế độ 4 giờ là 5 giờ, 6 giờ. Dạ 4 giờ là em cài để tới giờ đi chợ nấu cơm ạ. À. Rồi đó, cơm tối đó. Đi chợ. Vậy là 18 giờ chắc là giờ ăn cơm hả? Giờ ăn phải không em? Ở dưới em ghi chữ sale đồ là em có bán hàng online. Giờ đó là em hẹn với người ta là lên sale đồ. À đúng rồi. Xin vậy là bán online là đắt lắm đây. Rồi bây giờ thoát ra nha. Cho chị xem một chút xíu hình ảnh nếu có thể chia sẻ được nè. Chó có hình bà nội không? Dạ không ạ. Em về chụp bà nội nha. Dạ. Con chó hay mèo đó? Con mèo. Con mèo. Thấy cưng dễ sợ. Mèo này có ai đây? Dạ hình trên mạng. Đây là chị họ của em ạ. Nên muốn hỏi Hân là Hân có vẻ thích soái ca đúng không? Đẹp trai. Cái đó là thần tượng thôi. Ví dụ người thích Hân đâu không có ngoại hình ưa nhìn như idol của Hân thì Hân liệu có muốn quen không? Người ta hiểu tâm lý mình. Còn ngoại hình thì Hân không có quan trọng lắm.
Nhà Hân của ai là người Bắc không? Có, bà nội Hân với lại mẹ Hân là người Bắc. Hân có thích người Bắc không? Hân rất là thích người Bắc, cực kỳ thích người Bắc luôn. Tại sao? Tại vì giọng nói hay, đa số là em thích, rất là thích giọng Bắc. Em có thích Ninh không? Dạ, thích em mới chọn chứ. Vậy đó, nói gì cho Hân. Bây giờ tới cái điện thoại của Trà My đi ha. Trà My, em ở đâu mà em bận bộ đồ màu xanh vậy, dễ thương vậy? Dạ, em mới đi quân sự về. Dạ, tưởng là mà đang mùa hè thì đi mùa hè xanh chứ. Em đi quân sự thì nó có nhiều kỷ niệm nên em muốn để này để lưu giữ kỷ niệm mà. Em có kỷ niệm nào vui với cái dịp này không? Dạ có, là mỗi tối thì mấy bạn em thường, tại vì khoa tụi em là khoa thanh nhạc, cho nên là mỗi tối là mấy bạn thường hay đàn xong rồi mở nhạc ở trên mấy cái dãy hành lang rồi hát hò rồi nhảy múa tùm lum hết trơn. Rất là vui. Em mê đọc truyện à? Em thích đọc truyện gì? Dạ, truyện tranh. Bạn nam số 4 ơi, bạn có thích đọc truyện không? Dạ có chị ơi, em xem truyện tranh với lại em xem hoạt hình của Nhật Bản rất là nhiều chị. Bạn có hay ghi chú lại gì? Dạ có. Cho chị coi ghi chú, nếu không có gì mà ghê gớm nha. Nhóm B. Dạ cái này là ghi chú là mấy cái trong lớp học thanh nhạc của em à. Hết hồn tưởng nghe ghi nhóm máu. À, bên em là biển rộng là cái tông thôi đúng không? Dạ. Có quên được đâu. Dạ cái đó là tên bài hát. Trà My ơi, em thường gọi cho người nào nhất? Em thường em ít gọi điện thoại lắm. À, nhắn tin thôi. Vậy thì em hay tâm sự với ai? Em tâm sự với em trai em, kể mấy cái chuyện bình thường em đi học hay sao đó em kể với nó. Lớn chưa nhỉ? Bao nhiêu tuổi? Em trai em thua em 6 tuổi à. Có cho chị xem hình thằng bé 14 tuổi đó được không? Dạ để em lấy hình rõ mặt hơn. Này anh lém quá trời. Ba má này chắc là đang cái tuổi này ba má phải đi làm đúng không, ít chia sẻ cho nên hai chị em thân hơn. Xem vài tấm hình em đang làm gì, cầm cái gì trái sầu riêng hả? À con chó con. Em chó này của em hay là em thấy đúng không? Dạ nó thấy ngoài đường ấy xong nó chạy theo em luôn. Dễ thương quá. Đây là cháu em. Trời cưng quá à. Trước khi bạn Ninh và bạn Trí đưa ra quyết định cuối cùng, mời hai bạn khám phá hai cái điện thoại với sự cho phép của hai bạn nữ Ngọc Hân và Trà My. Trong lúc đó chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong vòng ít phút.